Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Hóng Biến TV ngày hôm nay của chúng tôi. Thùy Linh cùng ban biên tập Hóng Biến TV vừa mới cập nhật được một thông tin có thể nói là rất là hay và rất là hot quý vị ạ. Và thưa quý vị, showbiz miền Nam và những kẻ bịt tai trộm chuông. Có lẽ quý vị cũng đã từng nghe những câu thành ngữ bịt tai trộm chuông. Có rất nhiều người biết câu chuyện về một anh ăn trộm vì cố đập phá một quả chuông ra để trộm, nhưng sợ tiếng chuông làm kinh động tới người khác nên anh ta đã bịt tai mình lại, ngỡ rằng mình không nghe thấy thì người khác cũng không nghe được. Ý của câu nói là chỉ những kẻ tự lừa dối mình trong cuộc sống. Và khi chúng ta nhìn lại, kỹ lại, soi kỹ lại cái showbiz miền Nam và hậu drama của cô Nguyễn Phương Hằng thì mới thấy có thật nhiều những kẻ đến giờ phút này vẫn còn là cố bịt tai và trộm chuông, đúng không quý vị? Có lẽ kẻ điếc nhất phất lơ thiên hạ nghĩ về mình là phải là anh hớt tóc rào Đàm Tướng Cướp sau khi bị cô Nguyễn Phương Hằng bốc trần sự láo toét, thói mất dạy, cách hành xử du côn, du đảng, lời ăn tiếng nói, đầu đường xó chợ thì cả cộng đồng mạng đã biết về con người thật của anh ta. Vậy mà anh ta vẫn cố bịt tai bằng cách xóa những status anti, vẫn khoe mẽ trên không gian mạng, đăng những clip mà đứa trẻ lớp 5 cũng thừa biết là Chỉ Phỉnh được nhóm anti fan cuồng. Và dù bị tẩy chay đến trầm rộ, nhưng Tết vừa rồi anh ta vẫn quảng cáo rung beng cho những show diễn để rồi bị chị Đại và fan chính nghĩa ủng hộ đến tái cả mặt. Thật nực cười cho một kẻ vẫn cố lừa phỉnh mình và dúng người ủng hộ anh ta. Độ tự lừa dối mình của kẻ cặp đôi, kẻ cướp Song Lam, Thủy Tiên, Công Vinh cũng chẳng kém. Ngay từ hồi có phong trào anti chị Lũ thì việc đầu tiên của chị Lũ là xóa những status anti hay là chặn những người phản đối mình. Có lẽ chị ta nghĩ mọi người không đọc được những lời bình phẩm đó thì chị vẫn là cô tiên Lũ trong mắt của mọi người. Rồi anh chị tung ra đống giấy lộn sao kê và oai hùng là chỉ tay đe dọa kiện, kiện hết, kiện người nọ, kiện bà kia vì đống giấy lộn của anh chị có mọc đỏ của chính quyền. Và thế nhưng lúc drama lên đến đỉnh điểm thì anh chị cầm như thóc. Rồi khi mà cơ quan, chính quyền mà tuyên bố không đủ bằng chứng để gửi anh chị sang cho ông giáo thì cả đôi như thoát cơn ác mộng, chị lại đăng đàn xin lỗi một cách trịch thượng rồi cũng hăm he trở lại biểu diễn những show quê em mùa nước lũ. Nhưng nhìn hình gương của anh Đàm, có lẽ chị đã sợ tụt cả vòi lại. Và thật là một cặp được cả vợ lẫn chồng khi vẫn tự cho mình là oan khuất lắm. Các status của anti thì chị có thể xóa đi, nhưng sự chán ghét của ông công chúng thì chẳng là bút nào mà tẩy xóa được đâu chị tề ạ. À. Và ông trùm showbiz Hoài Linh thì cũng chẳng kém, núp lùm khi tình hình căng thẳng, rồi khi biết ta đã tạm yên, anh ngoi ra như một con lươn chờ thời. Anh hãnh diện với tấm huy chương và tự hào đứng cạnh một thằng ấu dầm. Và trong khi anh thử biết dư luận bên ngoài nói gì về hai tấm huy chương đó, tự huyễn hoặc rằng mình vẫn được khán giả yêu mến để làm gì khi mình tự biết mình bốc mùi như thế nào hả anh? Rồi còn nhiều, rất là nhiều những kẻ khác như Trấn Thành, Việt Hương, Hồng Vân, Vi Ố vẫn cố bịt tai trộm chuông. Họ nghĩ là họ oan khuất lắm, họ vô tội và bị bà Phương Hằng lôi họ vào cái drama này. Trong khi cả cộng đồng mạng đã thấy rõ mười mươi họ là những con người như thế nào, khán giả bây giờ họ biết suy nghĩ lắm và biết lẽ phải các anh chị bịt tai trộm chuông ạ. Không phải vì một vài lời của bà Phương Hằng mà lại là họ tẩy chay, chán ghét các anh các chị đâu. Họ nhìn vào các phát ngôn, cách sống và cách hành động của các anh các chị để phân biệt phải trái, và các anh các chị càng cố là cố tình làm trong sạch nhưng lại càng làm khán giả chán ghét hơn mà thôi. Là con người, nhất lại là người của công chúng thì việc dám nhìn nhận, nhận sai sót của mình luôn được khán giả đánh giá cao. Hãy dám nhận sai và hãy học văn hóa xin lỗi. Khán giả Việt Nam luôn chìa tay cho những nghệ sĩ chân chính dám nhận sai để làm lại từ đầu, nhưng họ cũng sẽ chẳng tha thứ cho những kẻ khi sự việc rõ mười mươi rồi vẫn còn cố tình bịt tai trộm chuông. Họ đã thấy được sức mạnh tuyệt đối của họ khi đồng lòng tẩy chay các nghệ sĩ bẩn. Cho nên hãy thành thật với cả chính bản thân mình đi, các anh chị showbiz phía Nam ạ. À. Thưa quý vị và các bạn, cư dân mạng bóc mẽ Hàn Ni, hãy dừng lại đi em. Quý khán thính giả thân mến, chờ pháp luật hay để xã hội tự xử là bài phản biện gian luận của nhà báo, luật sư cô hồn mạng Hàn Ni cô. Ni à,
Đọc bài của em, anh thấy cái luận điệu này nó gian trá y như tùa hia của em, Nguyễn Đức Hiển của báo Pháp Luật và Hoàng Nguyên Vũ, và nó cùng một bản với là Phạm Minh Vũ, một thành viên của Việt Tân, người cách đây vài hôm lên bài xía sói Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn mừng khi đội tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc ở trận đấu đêm mùng 1 Tết tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Trước khi phân tích các gian luận của em, anh khẳng định trước một điều là trình của em cũng tầm thường thôi, chỉ là giọng điệu của một trong những con lươn trên cõi mạng này. Đầu tiên là về mặt tư cách đạo đức của một người tự xưng là nhà báo, luật sư thì những giọng điệu dối trá, đổi trắng thay đen là đã sai, lên mạng công kích người khác là quá bậy. Tất cả những công việc trên đời này đều có chung một thứ là lương tâm, đó là lương tâm nghề nghiệp mà hình như điều này đối với em là một thứ xa xỉ. Em hãy moi não ra để nhớ lại nhé. Cô Hằng có đụng chạm gì tới em hay không? Em và bà ấy có biết quen biết nhau hay không? Trong drama này, ai ngứa miệng kiếm chuyện trước nhỉ? Động cơ của em là gì? Trả đũa vì trước đây tống tiền không được? Hay là bú fan nổi tiếng để câu live view? Anh nghĩ đây chính là động lực đã thôi thúc em nhảy vào drama bất cần nhân cách. Võ Hoàng Yên vô tội ư? Vậy là em thừa nhận hắn ta là thần y, hắn có khả năng chữa bệnh. Vậy thôi em theo gia đình những nạn nhân lên tiếng là vu khống hắn ta à? Ôi, em có ít nhất 2 bằng đại học và vô số chứng chỉ khác mà có thể thốt lên được như vậy à? Tư cách, nhân cách bán rẻ thế hay sao ni? Bà Hằng đi phá người khác sao? Ủa em, bệnh viện, bưu điện, nhà hát, cả phòng trà siêu thị được xem là nơi công cộng đó em. Và bất kỳ ai trả phí đều có quyền sử dụng dịch vụ đấy. Bà ấy bỏ 100 triệu mua vé xem, nhạc giải trí mà. Pháp luật nào có cấm đâu, đã có ai gây rối trật tự công cộng chưa? Việc Đàm Vĩnh Hưng nó buồn thì mặc kệ nó chứ. Người ta nói kiếp cầm ca như con tầm, cố gắng vươn tơ cho đời nói vui. Đó là sứ mệnh nghề nghiệp của nó đó. Tư cách nó làm sao mà bị cộng đồng tẩy chay hả em? Em biết không, nó xúi dục đám đông hành hung người khác, nói chuyện khán giả và cộng đồng mạng là cơ hó. Nhiều đó là đầy đủ là lụi tàn sự nghiệp của nó rồi em à. Chứ kể qua Mỹ, nó khoác khăn là ba sọc, trả lời phố là Bon Sa TV nó nói. Nước Mỹ thật vĩ đại, nó hạnh diện, tự hào khi có quốc tịch Mỹ. Nó nói người Việt Nam rất lười biếng cả học và làm việc. Nó lớp 9 cắt tóc, không phải là mà mình nó, còn nhiều là đứa nghệ sĩ khác cũng miệt thị cộng đồng và khán giả. Về từ thiện, sau khi cơ quan công an không tìm thấy bằng chứng chúng nó ăn chặn, chứ không có nghĩa là chúng nó không ăn chặn nhé. Và em bên cái này cũng không biết là đâu đó trong nhóm bác sĩ khoa là có em trong đó, nên em có tật thì phải giật mình, em có nói láo thì em phải gian và ngoan nhé. Em dựa vào thống kê nào để phán các live stream của chị Hằng là 100 comment và 90 cái là chữ ha ha? Anh không thấy điều đó ở trang bà Hằng mà chỉ thấy thống kê này nó hiện ở diện ở trang của em đó. Nếu em tốt, em giỏi sao em chặn cho một team trái chiều, khoa tính năng vậy, ố là la, nhà báo và luật sư. Em nói rất chính xác tuyệt đối, pháp luật trọng chứng nên đến giờ vẫn chưa xử lý được triệt để. Và bây giờ xã hội đã xử lý rồi đó, một huy chương vàng bạc cho một ông ngâm tiền và một ông cụ ngâm đã gây phẫn nộ như thế nào? Một ông Hoàng thì hai đêm diễn ở thành phố Hồ Chí Minh leo teo, một đêm Đà Lạt thì thê thảm. Còn nữa chưa hết đâu, còn em và anh Hiển của em, các bạn của em thì sao? Lên bài có dám mỡ cho một tim đâu, nên anh thấy là thống kê của em về bà Hằng có gì đó sai sai em ạ. Nó đúng với bọn em thôi, là một người phụ nữ hiền thục đã tốt, nếu giỏi giang lại càng tốt như các cụ đã nói. Công dung ngôn hạnh rất tít, em chỉ là một con khỉ và em càng tấn công người khác chỉ làm bộ mặt của em càng trơ trẽn hơn thôi. Hãy dừng lại mà làm người đi em, đừng làm khỉ nhé. Thông minh là bẩm sinh, lương thiện là sự lựa chọn. Em có thông minh nhưng thiếu lương thiện, trong khi CEO Nguyễn Phương Hằng có cả hai và em không làm gì được bà ấy đâu nhé. Thưa quý vị, trên đây là những nội dung mà Thùy Linh cùng ban biên tập Hồng Biến TV mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Còn thời lượng chương trình bản tin của chúng tôi ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất gửi cho quý vị trong các bản tin kế tiếp. Mến chào và hẹn gặp lại!